Chào mừng đã quay trở lại với hành trình khám phá lịch sử thế giới. Thưa quý vị, lịch sử thế giới từng ghi nhận những cuộc chiến tranh rất chóng vánh, chỉ kéo dài vài ngày, thậm chí là vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, trái ngược với nó, có những cuộc tranh chấp, xung đột lãnh thổ rất dài dẳng. Khi nhắc đến khái niệm chiến tranh trăm năm hay cuộc xung đột Trung Đông không hồi kết, cũng đủ để chúng ta hiểu được mức độ kéo dài của những cuộc tranh chấp này. Hãy cùng lịch sử thế giới tìm hiểu về những diễn biến đến nay vẫn chưa có được giải pháp hòa bình qua video ngay sau đây. Nhắc đến những tranh chấp dai dẳng phải nhắc đến cuộc xung đột Trung Đông. Nằm ở ngã ba Á-Âu Phi, Trung Đông nắm giữ vị trí chính trị quan trọng và luôn được xem là tâm điểm chiến lược của thế giới vì có nhiều dầu mỏ. Ngược dòng thời gian mới thấy, những bất ổn ở Trung Đông đã có từ lâu, trong khi chúng kéo dài chưa hồi kết thì lại có hàng loạt những bất ổn mới bị khơi lên. Các chuyên gia khi phân tích về vùng đất này đều nhìn nhận có những vấn đề nội tại phức tạp khiến Trung Đông trùng trùng nỗi lo. Đó là tranh chấp lãnh thổ giữa Israel và Palestine, tranh chấp về quyền lợi của các dân tộc như nhóm người cư trú không phải bên trong lãnh thổ một quốc gia mà phân tán ở nhiều nước. Trong đó nổi bật là nhóm người Kurd đang trải rác ở Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là những bất đồng kéo dài hàng ngàn năm giữa dòng Sunni và Shiite trong lòng thế giới Hồi giáo, và đó còn là cuộc cạnh tranh quyền lực về vai trò và tham vọng lãnh đạo trong thế giới Ả Rập. Chính những vấn đề ấy khiến cho các nước Trung Đông bao năm vẫn ngổn ngang chia rẽ. Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine được coi là dai dẳng nhất và dễ bùng phát nhất thế giới. Bắt nguồn từ sự tranh chấp dải đất nằm ở giữa bờ đông Địa Trung Hải và sông Jordan trong suốt 100 năm qua. Người Palestine đã chịu nhiều mất mát trong cuộc kháng chiến giành quyền tự quyết và cùng tồn tại với nhà nước Do Thái, vốn đi xâm chiếm lãnh thổ, trục xuất và chiếm đóng quân sự trên các vùng lãnh thổ của người Palestine. Còn đối với người Do Thái, sự trở lại miền đất của tổ tiên sau nhiều thế kỷ phiêu bạt và bị ngược đãi trên khắp thế giới cũng không mang lại hòa bình và an ninh. Người Do Thái cũng đã phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột khi các nước láng giềng Ả Rập muốn xóa bỏ mảnh đất Israel trên bản đồ thế giới. Để hiểu thêm về cuộc xung đột phức tạp này, không thể không nhìn nhận những yếu tố lịch sử quan trọng từ cách đây 3 đến 4 nghìn năm. Tuy nhiên, ngày nay khi nhắc đến xung đột Israel-Palestine, chúng ta chủ yếu nói đến cuộc xung đột kéo dài 7 thập kỷ, bắt đầu từ thời điểm năm 1948. Nhiều năm trước đó, vùng lãnh thổ của người Palestine đã trải qua vô vàn biến động và bạo lực khi người Ả Rập phản đối người nhập cư Do Thái, chiếm 1/3 dân số và 6% lãnh thổ Palestine. Tình hình ngày càng trở nên xấu đi khi hàng trăm nghìn người Do Thái ồ ạt tràn vào vùng đất của người Palestine để trốn chạy sự đàn áp của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau khi chiến tranh kết thúc, Liên Hợp Quốc đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt đề xuất chia lãnh thổ làm hai nhà nước Palestine và Israel. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Ủy ban cấp cao Ả Rập đại diện cho người Palestine bác bỏ. Tháng 5 năm 1948, nhà nước Israel, nhà nước Do Thái đầu tiên đã chính thức tuyên bố độc lập sau gần 2.000 năm tị nạn. Người Palestine gọi ngày 15 tháng 5 này là Al-Nakba, nghĩa là thảm họa. Trong năm 1948, lực lượng vũ trang Do Thái và Ả Rập liên tục phát động các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của nhau. Quân đội Israel đã giành nhiều thắng lợi, chiếm thêm nhiều vùng đất của người Ả Rập và thảm sát nhiều người Palestine tại làng Deir Yassin gần Jerusalem. Chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố độc lập, quân đội năm quốc gia bao gồm Jordan, Ai Cập, Liban, Syria và Iraq đã phát động cuộc tấn công Israel, song đều bị đẩy lùi. Trong giai đoạn đình chiến, lãnh thổ của Israel đã trải rộng, gần như bao trùm toàn bộ vùng đất Palestine dưới thời ủy trị của Anh. Căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Israel và các nước Ả Rập đã leo thang thành cuộc chiến kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ ngày 5 đến ngày 6 và kết thúc vào ngày 11 tháng 6 năm 1967. Cuộc chiến 6 ngày đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột Trung Đông. Quân đội Israel đã chiếm đóng dải Gaza và bán đảo Sinai, kéo dài từ miền nam Ai Cập đến bắc cao nguyên Golan của Syria. Ngoài ra, Israel còn đẩy lùi lực lượng vũ trang Jordan ra khỏi bờ Tây và đông Jerusalem. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành Nghị quyết 242 nhấn mạnh lập trường không công nhận các vùng lãnh thổ chiếm được thông qua chiến tranh và kêu gọi Israel rút quân khỏi các vùng đất chiếm đóng. Năm 1987, cuộc nổi dậy trồng khắp của người Palestine được biết đến với tên gọi phong trào Intifada nhằm chống lại sự chiếm đóng của quân đội Israel, bắt đầu bùng phát tại dải Gaza và nhanh chóng lan rộng khắp bờ Tây. Người Palestine phát động tổng đình công, tẩy chay các sản phẩm của Israel. Trong các cuộc bạo động, người biểu tình chủ yếu ném đá vào lực lượng quân đội Israel, được trang bị hiện đại đến tận răng. Chiến tranh Intifada đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Mặc dù có sức mạnh quân sự áp đảo, Israel cũng không thể dập tắt phong trào Intifada. Đại bộ phận người Palestine sống tại các khu vực do Israel chiếm đóng đều tham gia phong trào này. Tháng 11 năm 1988, Hội đồng Dân tộc Palestine, PLC, tức Chính phủ Lưu vong của Palestine, đã triệu tập tại Algeria và bỏ phiếu thông qua giải pháp hai nhà nước dựa trên cơ sở nghị quyết 181 của Liên Hợp Quốc năm 1947, đồng thời tuyên bố từ bỏ các hoạt động bạo lực và đề nghị đàm phán về vấn đề khu định cư trên cơ sở nghị quyết 242. Tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo Malvinas, Falkland. Một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ lâu đời kéo dài là cuộc xung đột giữa Anh và Argentina đối với quần đảo Falkland, có tên tiếng Tây Ban Nha là Malvinas, nằm cách bờ đông của Nam Mỹ khoảng 480 km. Cả Anh và Argentina đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Hiện nay Falklands, Maldivas là lãnh thổ tự trị của Anh với thủ phủ Stanley nằm trên đảo Đông Falkland. Những nhà thám hiểm người Anh phát hiện ra hòn đảo vào năm 1592, nhưng nước này chưa tuyên bố chủ quyền. Mãi đến năm 1690, quần đảo này được đặt tên theo một đô đốc Anh đầu tiên được đặt chân tới. Đến thế kỷ 18, một nhóm người Pháp tới đây khai hoang và cư ngụ tại đây trong một thời gian ngắn. Tiếp sau là Tây Ban Nha với việc tuyên bố chủ quyền với hòn đảo. Rắc rối nằm ở chỗ Argentina tuyên bố thừa hưởng Falkland, Malvinas từ Tây Ban Nha từ năm 1816, trong khi Luân Đôn bảo lưu quan điểm quản lý thực tế vùng lãnh thổ này liên tục từ năm 1833. Năm 1982, chính quyền độc tài quân sự ở Argentina đã tấn công quân đồn trú của Anh và chiếm lại quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại bị Anh đánh bại. Thất bại quân sự đã dẫn đến sự phục hồi nền dân chủ ở Argentina. Chính phủ mới lên cầm quyền đã từ bỏ việc sử dụng vũ lực, nhưng vẫn theo đuổi những tuyên bố ngoại giao nhằm đòi lại chủ quyền đối với quần đảo này. Tháng 3 năm 2013, chính quyền Falkland đã tổ chức trưng cầu ý dân về địa vị chính trị của lãnh thổ này, trong đó 99,8% số người bỏ phiếu ủng hộ nguyên trạng của quần đảo. Theo giới phân tích, cuộc tranh chấp chủ quyền Falkland Malvinas không thể sớm được giải quyết chừng nào cả Argentina lẫn Anh không thay đổi quan điểm của họ. Bộ Ngoại giao Argentina ngày 14 tháng 9 năm 2016 thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Anh trong khai thác dầu khí, ngư nghiệp, thương mại, giao thông và vận tải hàng hải, cũng như hàng không tại quần đảo tranh chấp Malvinas Falkland. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina cho biết, nhân chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Anh Alan Duncan, hai nước đã thống nhất xóa bỏ mọi rào cản để hướng tới phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế tại quần đảo Malvinas, bao gồm trao đổi thương mại, hợp tác ngư nghiệp, hàng hải và dầu khí. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác về lợi ích chung tại khu vực Nam Đại Tây Dương. Tháng 3 năm 2016, Argentina đã mở rộng ranh giới ngoài thềm lục địa, bao trùm khu vực biển quanh quần đảo Falkland mà Anh cũng tuyên bố chủ quyền. Việc mở rộng này đã được Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc CLCS đưa ra theo hướng có lợi cho quốc gia Nam Mỹ này. Phán quyết của CLCS giúp Argentina tăng 35% diện tích lãnh hải so với trước đây. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về hai cuộc tranh chấp dai dẳng trong lịch sử. Ở phần sau của video là cuộc xung đột khác xuất phát từ Anh và Pháp từ rất sớm nhưng diễn ra trong thời gian dài trong 4 giai đoạn. Cuộc chiến trăm năm là thông tin chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau của video. Cuộc chiến tranh trăm năm, cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử thế giới. Đây là cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp còn được biết đến với tên gọi cuộc chiến tranh trăm năm. Cuộc chiến tranh này bắt đầu nổ ra từ năm 1337, khi vua Philip VI của Pháp cố gắng giành lại Guienne, vùng đất thuộc Aquitaine ở tây nam nước Pháp. Từ tay vua Edward III của Anh, cuộc chiến kéo dài từ năm 1453 khi người Pháp tuyên bố chiến thắng trong trận Castillon. Nguồn gốc của cuộc chiến này có thể bắt đầu từ gần 300 năm trước, tức vào năm 1066, khi công tước xứ Normandy William có biệt danh là kẻ chinh phạt, chinh phục nước Anh và được phong làm vua. Do công tước xứ Normandy là chư hầu của vua Pháp, nên khi William trở thành vua nước Anh đã kéo theo những mối quan hệ phức tạp do những cuộc hôn nhân giữa hai triều đình. Trong đó, hậu duệ của cả hai triều đình Pháp và Anh đều có quyền đòi chủ quyền đối với các khu vực lãnh thổ. Cuộc chiến tranh chia làm 4 giai đoạn: chiến tranh thời Edward năm 1337 đến năm 1360, chiến tranh thời Charles năm 1369 đến năm 1389, chiến tranh thời Lancaster từ năm 1415 đến năm 1429, và sau đó là sự suy tàn dần của Anh sau khi xuất hiện của nữ anh hùng Jenny Diaz. Thuật ngữ chiến tranh trăm năm là thuật ngữ được các nhà sử học đặt ra để mô tả theo chuỗi sự kiện. Qua thời gian, việc sở hữu những lãnh thổ ở nước ngoài đã dẫn đến xung đột không thể tránh khỏi. Và tới năm 1337, Philip VI tuyên bố rằng Edward III đã từ bỏ chủ quyền đối với Guienne, chính là động lực mà Edward cần để tái lập yêu sách đối với ngai vàng nước Pháp, bởi ông là cháu trai và là người họ hàng gần nhất của vua Charles IV Pháp, người đã qua đời năm 1328.
Từ quan điểm của Pháp, những điểm mốc quy ước của cuộc chiến tranh trăm năm đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của sự thù địch Anh-Pháp. Tuy nhiên, mãi đến năm 1558, người Anh vẫn giữ quyền sở hữu thành phố cảng Calais và tiếp tục khẳng định yêu sách của mình đối với ngai vàng nước Pháp cho đến năm 1800. Vua George III mới từ bỏ yêu sách này. Chiến tranh trăm năm được xem như là một thời đại cách mạng về quân sự. Vũ khí, chiến thuật, cơ cấu quân đội và ý nghĩa xã hội của chiến tranh đều thay đổi dựa trên yêu cầu của cuộc chiến. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm chiến trường. Trước đó, kỵ binh hạng nặng được xem như đơn vị mạnh nhất trên chiến trường. Thế nhưng sau cuộc chiến tranh, quan niệm đó đã thay đổi. Kỵ binh ngày càng bị vô hiệu hóa bởi cung tên dài, sau đó là súng, với những chiến thuật phòng ngự hiệu quả của binh sĩ. Như cách người Anh đã đập tan quân Pháp ở Crecy, Poitiers và Agincourt, chiến tranh trăm năm kết thúc cũng là lúc nói lời cáo chung cho hình ảnh của các kỵ binh oai hùng sống trong đúng tinh thần hiệp sĩ từng một thời thống trị châu Âu. Trận chiến Castiglione cũng đánh dấu lần đầu tiên pháo binh giữ vai trò quyết định. Một điểm đáng lưu ý nữa là việc cả hai nước Anh và Pháp đều đã xây dựng lực lượng quân đội thường trực cho mình vào cuối cuộc chiến tranh. Quân đội thường trực giúp nhà vua có nhiều quyền lực hơn để đối chọi với cả ngoại bang lẫn các mối đe dọa trong nước. Và đó cũng là một bước chuyển biến đầu tiên khiến châu Âu đi từ trật tự trung cổ với các lãnh chúa phong kiến có thể tới giúp hoặc là không khi vua kêu gọi, tới thể chế tập quyền hơn của các quốc gia. Mặc dù giành được những lợi thế về chiến thuật, thế nhưng người Anh không thể nào giành được thắng lợi cuối cùng trước người Pháp vì nước Pháp lớn hơn Anh nhiều và đông hơn dân Anh tới 4 lần. Một vấn đề nan giải đối với người Anh là càng chiếm được nhiều đất thì những yêu cầu cho việc chiếm đóng càng tăng và sức mạnh tấn công của họ càng giảm sút. Thứ mà người Pháp cần là một niềm tin, điều mà Jean Diaz đã truyền được cho họ. Về mặt xã hội, cuộc chiến cũng đã để lại nhiều sự thay đổi cho cả hai phía. Thứ nhất đó là tinh thần dân tộc. Khởi đầu nó chỉ là cuộc xung đột giữa hai dòng hoàng tộc Anh-Pháp, nhưng sau đó nó đã biến thành cuộc xung đột giữa người Anh và người Pháp. Tinh thần dân tộc nảy sinh đã giúp nội bộ của từng quốc gia hợp nhất hơn. Thứ hai đó là vấn đề ngôn ngữ. Chiến tranh trăm năm đã loại bỏ hoàn toàn tiếng Pháp ra khỏi nước Anh. Về mặt kinh tế, cả hai nước đều mệt mỏi vì chiến tranh. Tuy nhiên, Pháp thiệt hại nặng nề hơn nhiều vì hầu như chiến tranh chỉ xảy ra trên đất Pháp. Người Anh thu được nhiều nguồn lợi từ những vùng mà họ tạm chiếm được. Nhưng lúc kết thúc cuộc chiến, họ đã mất tất cả lãnh thổ từ lục địa, trừ Calais, và dường như bị bỏ rơi ở một góc châu Âu. Tuy vậy, việc khám phá ra châu Mỹ năm 1492 đã đem lại cho người Anh cơ hội mới để phát triển. Vì tính chất quan trọng cũng như thời gian dài của chiến tranh trăm năm thường được xem là một trong những cuộc chiến tranh quan trọng nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh thời Trung Cổ. Mặc dù là cuộc xung đột giữa các triều đại, nhưng cuộc chiến tranh đã thúc đẩy những ý tưởng đầu tiên về ý thức dân tộc của hai nước Pháp và Anh. Thưa quý vị, có thể thấy, một cuộc xung đột kéo dài sẽ tác động rất lớn đến mọi mặt về kinh tế, xã hội, quân sự của các nước tham gia. Cuộc chiến trăm năm cũng là thông tin khép lại video của Lịch sử Thế giới. Hãy chia sẻ thêm những cuộc chiến dai dẳng khác mà quý vị biết ở phần bình luận của video. Lịch sử Thế giới xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.